hôm nay nhá, sao rồi nhá, chúng ta bỏ hết tất cả ví với gọi là. Ủa chỉ đeo mẹ nó cái này là. Đặt thằng cái bây giờ bỏ hết ra. Hôm nay có một tí tiền lại chơi gì? Khổ quá ông đã thắng được tôi đâu. Thắng cái đéo rồi đây, bao tiền đây này, mẹ không tiền thì về đi. Khổ có gì đâu. Thế đây bây giờ. Bây giờ như này, tiền như này đã đánh được với ông chưa? Đâu. Khổ quá. Như này đi, tàn tận nó chơi. Đây. Nhưng mà ông đã thắng được tôi đâu. Qua đây, gà như nào ra đi. Đánh mẹ gà 500 với gà 200 thì đéo đánh đâu. Đấy, 500 gì? 500. 500 thì 500, đéo thì ta để ra cho bà nhá. Được chưa? Đéo mẹ ông đã thắng được tôi đâu mà cứ như mà tôi cái máy tôi cất mẹ ông này. Tao chấp mày luôn đi, được chưa? Chấp thì chấp, sẽ đéo thì. Tao xin nhá. Đây bỏ ra này. Người thì bé nói cứ như xét đánh ấy. Xét đánh cái mẹ đâu. Bỏ bỏ cái điện thoại, bỏ cái ví ra, bỏ thế là xong, cái đéo gì đâu mà. Nghe gì tao? Hiểu chưa? Bé rồi. Ui giời. Này, ui giời, chửi nhau này cái đêm ngay. Tây rồi. Sao? Đi cái 500. Theo không? Chưa, nhanh chưa? Theo là theo rồi, con thằng này rồi. Cho bố đi rồi thôi. Nhẫn cờ bạc. Mày đánh không? Thôi rồi đây. Bỏ đúng không? Ừ. Không nào. Theo, bữa đấy, theo 8k rô, ăn tuổi 8 con à? Này, thì 8k rô này. Thằng 9 này 6. Kinh, sợ, rồi, khổ rồi, quá. Rồi, kia mày ăn đi. Cầm này về đây cái. Đánh mẹ mày 1 triệu bạc, mày đỡ tôi ngồi mày. Cái này triệu gì? Đúng rồi. Đánh, tao đánh 2 triệu, đéo đánh 1 triệu. Đánh 2 triệu. Nào, cắt là cắt. Tôi không cắt thì đeo mẹ làm bà, cái này kéo gì? Tôi cắt 2 náo đấy. Chia luôn đi. Ừ. 2 triệu đánh không? Được chưa? Thì đây, 1 triệu bạc chứ đây, quan trọng đéo gì. Của tao chứ của ai đâu mà. Bố này. Mẹ khổ quá, ông làm được trông ăn, tôi cắt cũng chỉ là cái hình thức của tôi thôi. Thằng này trái đạp cho cái đây. Suốt cả luôn. Giờ nhìn đưa 5 lít. 5 lít thì 5 lít. Sợ đéo gì đâu mà. Kìa cái sao kìa. Cô thương làm người thường cũng khó đấy. Nói thì hay lắm nhưng mà làm 5 lít. 5 lít đúng không? Vít mà bố. 500 đi, 500 nữa này. Là 1 triệu đúng không? 5 còn 5. Bắt vào. Bằng này à? Bằng ơi. Ui, tưởng thế nào? 5 đúng không? 5 còn 5 ấy. Còn 1 để nguyên đấy. 1 cửa. Thằng này. Thì 5 còn 5 ấy. Người ta bắt bằng rồi, thưa 1 triệu đây. Tôi cho 1 triệu bằng luôn. Đúng rồi. Còn 2 triệu nữa. Còn 2 à? Ủa, đang nặn bài, thế bài đang ngon thì phải nặn đi. Ý chú sao? Ý chú thì cũng như ý anh đi. Bỏ ở? Bỏ đi. Ôi, phải đi úp được 2 triệu bắt vào đúng không? Mà yếu thì úp, mẹ vào lòng 3 triệu ngừa. Bỏ bài à? 9 điểm thôi nhỉ. Úp vào lòng, úp vào đây. 9 điểm đúng luôn. Tao gạt đi, thì tí tao tính điểm hạ nhà ngoài. Người ta cho đi nước này thì mày hiểu tao bao tiền đấy. 3 triệu nó mới cao. Bài 9 điểm nó bỏ bài mình có 8 này. Thế thì bỏ mẹ đi, ai bắt đầu đánh. Mày thừa mấy? Tao thừa 1. 5 điểm đấy à? Thừa 1 đấy, thừa 2 cháu nhớ, thừa 1 đấy. Ừ, thừa 1. Theo. Theo luôn nhỉ. Giờ tôi thừa ra nó lộ. Ừ. Đây 9 điểm ăn mẹ mày đi. Xong mày... chưa? Đấy. Gì vậy? Vẫn tẩy như ạ. Tao niêng cái này, mày nhìn chưa mà tiền này là của tao này. Đây. Niêng á? Chứ không niêng thì chưa góp vào đây. Thằng này góp vào. Cái việc của đi à? Tí lại cãi nhau. Mày cắt đâu? Tao phải cắt thì sao? Để tao có xin đi. Được chưa? Cờ bạc. Chia đi. Mà nó bắt nèo đây cho để rồi. Ba bích cái này rồi. Khổ quá, thằng này đánh thì đéo sao. Ba bích mất tao thật cụ tay. Thì đây. Rồi đấy. Ok chưa? Mày chưa mà nắng, đủ chưa? Rồi rồi, ba bích. Xem lại đã. Ok. Mà chưa lên bài đi mẹ 500. Thằng Taro rồi, quy cả áp là cùng chứ mấy. Mày mày cái gì? Cái đất mày ấy. Cho cái đất gì đấy? Không kệ mẹ tôi rơi bài, kệ tôi. Con trọng nhất gì? Rơi bài mẹ rơi bài đi 500 rồi đấy. 500 còn 1 triệu. 500 còn 1 triệu. Mày bản đích mày ngửa ba đá đi. Thật mày bị áo à? 1 triệu à? 1,5 triệu à? Theo này. Thừa lại cho mày 1 triệu này. Ông đi mấy đây? Tao đi 1 triệu, tao mua 2 triệu. Mày 2 triệu bằng không? 2 triệu bằng 1, 2 này. Còn 1, 2, 3 triệu nữa đi. Nhiều phải đánh nhiều riêu công chết bà không đi. 3 triệu nữa à? Chết tụ mày nữa. Chết tụ mày đi. 3 triệu mà thằng hàng 1 nữa là à, nó bắt bằng rồi, 1, 3 triệu đúng không? 3, 2, 4 nhỉ? 4 triệu bắt bằng đúng không? 4 1, 2, 3, 4 còn thừa lại 5 triệu. Thừa 5 kìa. Mày mấy? Vừa tao thừa 2 đấy. 7 cơ. 7 này bài hú rô dê thì... Thế thì bỏ bài cho rễ. Kéo bằng nữa. 7 triệu bắt bằng. Úi dị mẹ, về đi, về chăn bò đi. Theo. Đang chăn bò. Thừa 5 đúng không? Đúng rồi. 1 2, 3, 4, 5 này. Còn 1, 2, 3 triệu nữa này. Mà còn mẹ 5 triệu nữa này. Chết bỏ mẹ rồi. Thắng bắt bằng rồi đúng không? Đúng rồi đấy. 2,
3. Đánh tập trung nó vào mấy câu hỏi. Câu hỏi hỏi hỏi. 5 triệu tao bằng này. Tao hỏi đi cũng được à? Không. Còn lại 10 triệu. 1 2 3. Cờ bạc còn 10 triệu thằng này chắc bỏ luôn. Mày xuống 5 triệu nữa thành 15 đi. 8. Mày úp vào lọc đây. 10 triệu mày. Mày xuống 5 triệu nữa. Xuống luôn. 1. Mày xuống đây. 2 3 4. Đây. Bố xuống 15 triệu đấy. Đó. Tao biết ngay mà. Cái tổng 15 triệu bằng đúng không? Đúng rồi. Bằng cái nhẫn này 15 triệu rồi chứ. Tao biết 7 mà bằng. Có tiền tiền được không? Tiền tay con. Bây giờ như này, khổ quá bây giờ cứ không, tao đéo như nào. Mày đã thắng được tao chưa? Về cái nhẫn này nó cũng là tiền mà tao bắt bằng cái nhẫn này 15 triệu, tao thừa thêm cái số tiền ở trên tay mày hiểu chưa? Còn thừa 1 2 3 4, tao thừa mày 5 triệu nữa. Mà mày ăn được tao không mà mày cầm nhẫn của tao mày đeo mày bị ngáo à? Thừa 1 triệu này, 1 2 3 4 5 6. Mày tao thừa mẹ 7 triệu hết tờ 500. Thừa 7 triệu. 15 16 17 18 19 20 em bắt bằng em 7 ạ. Đúng không? 1 2 3 4 5 6. Mày hết ba đó tiền còn đéo bị tiền luôn mày. 10 nhá, tao bằng mày nên còn dư cái này luôn. 1 2 3 4 5 6 7 10 1 thua đi bộ về à? 4 15. Còn thừa được 3 triệu. Tao đi bộ không về việc của tao chứ. Thế là bây giờ mày còn thừa đủ 3 triệu đúng không? Đúng rồi. Bây giờ cái máy của tao vừa rồi tao bắt bằng cho mày này, tao thừa thêm mày 5 triệu nữa. Cái nhẫn của ai mà mày cầm cái nhẫn ra? Bằng của tao chứ của ai? Xong chưa? Bây giờ tao bắt bằng, tao thừa thêm 5 triệu nữa, mày có nhận cái 5 triệu hay không mà mày cầm máy mà mày cầm nhẫn lên làm cái đéo gì? Thì tao nhận rồi, tao mới cầm chứ. Rồi bây giờ là mày lợi trong cái trận chơi này 5 triệu đúng không? Đúng rồi. Tháo nhẫn ra. Địt vào nhẫn đây. Rồi, ngửa bài đấy, mày ngửa bài của mày đi. Tổng bao nhiêu? Tổng bao nhiêu? Mày kinh chưa? Tổng. Tổng cái máy này là 10 triệu. À. Tổng cái máy là 10 triệu, được chưa? Thằng ôn này. Cái nhẫn này là 15 triệu này. Đừng lấy nhau nhá. Được. Mày mở ra. Thằng ôn này. Bài của người như kỳ vai. Tao này nó không biết. Này cái gì mà này? Đây. Đây cái gì? Cái gì đây? Khổ quá. Thế này bảo sao? Đồ của tao đã cầm đâu mà mày cứ như kiểu là nó đây là cái sản phẩm túi đổi bài. Đấy anh em đi chơi anh em chỉ cần mang theo cái túi này. Cái túi này nó ngụy trang có cái máy đổi bài nó ngụy trang trong cái túi này thì khi chúng ta đổi bài chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì anh em nhìn đây. Tôi ví dụ đây là cái áp và cái bốn. Anh em chơi riêng thì nó chỉ là 6 điểm thôi nhưng mà chúng ta muốn lên 3 hàng áp chúng ta chỉ cần cầm lá bài như này em ha đập đây này. Thì tự khắc của chúng ta là ba hàng áp. Đấy anh em nhìn thao tác đơn giản thôi. Anh em nhìn kỹ nào nữa tôi thao tác cho anh em một lá bài này, cái áp này. Anh em đặt đây này. Nó ra cái bốn này, tốc độ này thì anh em cảm giác như là gần như là quá hoàn hảo và quá nhanh luôn cái bốn này, cái áp này. Và tôi nói luôn là tất cả các loại bài đều đổi được nhá. Đây cái gì này, anh em đặt vào này. Đấy, thì ví dụ trong cái ván bài như này chẳng hạn, cái gì này, cái quy này và cái áp như thế này thì chúng ta có phải là chỉ là một điểm thôi đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ cất cái áp đi và lấy cái cây ở trong đây ra, chúng ta sẽ có ba cái thế bài to hơn này, vừa đặt như này. Đấy, chúng ta nhìn chưa? GGQ này, được chưa? Đấy, thì đấy là cách chơi đơn giản như vậy thôi. Thì anh em nào mua hàng liên hệ trực tiếp cho Vũ Ngọc Dầu nhá. Số điện thoại trên màn hình nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em.